Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Serai Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay bên em có về được hai loại lan rừng rất đặc biệt của khu vực rừng Tây Nguyên. Thì đầu tiên là có lan Hai Vân nhé mọi người. Đây là loại lan hai hoa đẹp nhất trong tất cả các loại lan hai ở khu vực rừng Tây Nguyên. Và đây cũng là loại cực kỳ quý hiếm luôn. Tiếp theo thì em có lan Mỹ Dung Dạ Hương. Đây là một cái loại lan cho hoa rất đặc biệt, được mệnh danh là đệ nhất hương đêm nhé mọi người. Cái loại này thì hoa thơm vào ban đêm, đậm hơn là ban ngày đó, rất là hay. Và đặc biệt thì loại thuộc dòng Vanda nên mọi người vừa chơi thân lá này và vừa chơi rễ được luôn, và đặc biệt chơi hoa nữa. Rồi em sẽ giới thiệu Hai Vân trước nhé mọi người. Đó, thì như mọi người đã biết thì ở lan rừng của khu vực Tây Nguyên đó, thì rất nhiều chủng loại đặc biệt đó. Và trong đó thì có một cái loại lan hài này, và lan hài này có tên gọi là Hài Vân nhé mọi người. Hài Vân là được đặt theo cái kiểu cái hình thái của cái bông hoa lan hài đó. Thì tới cái mùa hoa này, tới cái mùa hoa thì cái bông lan hài đây, mỗi cây lan hài đây nó sẽ cho ra một cái vòi hoa rất là cao và sẽ nở ra một bông hoa hài cực kỳ to luôn, rất là to nhé mọi người. Và cái lan Hài Vân này thì mọi người về chơi hoa được cả tháng luôn á. Đó, cái điều này là cái cây ít cây lan hài nào mà làm được đó, bởi vì cái lan Hài Vân này cho hoa nở rất lâu tàn. Cái cánh của Hài Vân á thì nó có hai phần cánh xòe ra, và đặc biệt có phần cánh vây là màu trắng. Trên cái nền trắng của cái cánh vây đó thì nó có những cái đường vân màu xanh xanh tím tím rất là đẹp luôn đó. Mọi người chưa biết về lan Hài Vân thì có thể lên Google search nha. Đảm bảo cái nhìn thấy mặt hoa mọi người sẽ cực kỳ thích thú luôn. Và nói chung là sẽ thật là thiếu sót nếu mà các bác anh chị chúng ta chưa có sưu tầm được Hài Vân trong vườn nhà. Cái loại lan hài này cũng cực kỳ dễ trồng, dễ chăm sóc và cũng rất dễ ra hoa nhé mọi người. Cái cách trồng lan Hài Vân này á, thì mọi người có thể trồng vào chậu gồm than vụn nè, vỏ thông vụn, thêm ít giớn rồi ít cát nữa là ok, là chúng ta có một cái giá thể trồng lan rất là tốt rồi. Và mọi người có thể bổ sung thêm chất dinh dưỡng bằng cách thêm ít phân dê hoặc là phân chuồng hoai mục vào là được nha. Rồi môi trường sống thì cứ trồng ở dưới giàn lan của mình thôi, tránh ánh nắng trực tiếp là được. Đó, rất dễ trồng nha mọi người. Và hàng đợt này thì bà con đi rừng bóc về được lô hàng rất là xanh tươi luôn. Và em cũng đã lựa chọn lọc lựa kỹ ra rồi, thì không có hàng gãy dập, mọi người yên tâm nha. Một phần như vậy thì gồm 7 cây. Thì mọi người về thích thì chúng ta trồng lấy một chậu một cây cũng được, hoặc là có thể kiếm những cái chậu thật to, chúng ta trồng nguyên 7 cây này vào. Đó, thì sắp tới cái mùa hoa của nó tầm cỡ tháng 4, tháng 5 thì sẽ được ngắm hoa của lan Hài Vân này. Thì lúc đó cho mọi người thưởng thức xem mà cái hoa nó có đẹp như là em miêu tả không nha. Rồi, và loại lan hài này là loại lan hài rất là quý hiếm và thuộc sách đỏ của Việt Nam nhé mọi người. Đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng rất cao, bởi vì hiện nay thì rất nhiều các bác anh chị chúng ta muốn sưu tầm, và cũng vì thế mà nó đẩy cái số lượng của cái Hài Vân này trong tự nhiên ngày càng hiếm đi. Hài Vân này thì bà con người ta đi bóc rừng ở khu vực rừng Mang Giang Gia Lai nhé mọi người. Thì các bác có thể sưu tầm ít phần về chúng ta bảo tồn lấy cái giống hài cực kỳ quý hiếm của khu vực rừng Tây Nguyên này. Rồi một phần như vậy thì có giá là 300 ngàn nhé mọi người. 300 ngàn cho phần lan Hài Vân, nó gồm 7 cây. Thì em đã lọc lựa tuyển chọn hàng đẹp ra hết rồi. Mọi người cứ yên tâm nha, phần nào nó cũng đẹp như phần nào. Về các bác anh chị chỉ việc trồng chăm sóc một thời gian nữa là có hoa chơi thôi. Rất dễ trồng, dễ chăm sóc nha. Đó, các phần em chia tương đương nhau rồi nhé mọi người. Rồi Hài Vân 300 ngàn một phần gồm 7 cây. Tiếp theo thì em giới thiệu với mọi người thêm một cái loại lan rất đặc biệt của khu vực rừng Tây Nguyên nữa. Thì cái loại lan này tên là Mỹ Dung Dạ Hương nhé mọi người. Dạ Hương tức là hương đêm á. Thì cái này được mệnh danh là đệ nhất hương đêm. Thì hoa nó rơi vào tầm cái mùa cỡ tháng 4, tháng 5 nhé mọi người. Đó, thì tới cái mùa hoa, mỗi cái vòi hoa nó sẽ cho ra cỡ 5-6 cái bông hoa. Và đặc biệt cái hoa nó nhìn giống như là một cái cô tin đang mặc váy vậy mọi người, rất là đẹp luôn. Mọi người muốn biết kỹ hơn thì có thể lên Google search hoa lan Mỹ Dung Dạ Hương á, sẽ ra nhé mọi người. Thêm một cái điểm đặc biệt của cái lan Mỹ Dung Dạ Hương này nữa là mọi người có thể nghe thấy cái tên Dạ Hương ở trong cái tên của loài lan này. Dạ Hương tức là hương đêm á mọi người. Ban ngày thì hương thơm thoang thoảng thôi, tuy nhiên về đêm thì hương thơm nó đậm lên đó, rất đặc biệt. Và nó thuộc cái dạng dòng Vanda, là cái dòng đơn thân rễ gió này, nên là về mọi người vừa chúng ta vừa có thể chơi thân lá nè, vừa có thể chơi rễ nữa, và đặc biệt là chơi hoa rất đẹp đó. Rồi nó cũng thuộc nằm trong số ít những cái loại Vanda cho hoa thơm đặc biệt nha mọi người.
Và hôm nay thì em có ít phần đây, thì có được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 phần. Thì mỗi phần là cỡ 4 cây nhé mọi người, phần cỡ 4 cây. Đó, thì về để cho các bác anh chị chúng ta sưu tầm làm giống. Đây, có những cây lá xếp rất đẹp. Thì các phần em cũng chia đều ra rồi. Đó, đây. Thì các bác các anh chị chúng ta sưu tầm ít mỹ dung và hương này về làm giống trong vườn nhà nhé. Loại này rất dễ trồng, dễ sóc thôi. Mọi người trồng giống như là nghinh xuân cẩm báo hoặc một số loại lan chồn cáo là thôi. Tức là mọi người trồng vào chậu gồm than lớn nè, than cục lớn á, vỏ thông cục lớn, rồi hoặc là ghép gỗ lũa cũng được, tùy thích của mọi người. Muốn cây nó phát triển khỏe mạnh nhanh á, thì mọi người có thể cung cấp thêm một số cái tiểu cảnh để tăng thêm cường thêm cái độ ẩm trong không khí xung quanh cây. Ví dụ như là có thể thêm một số tiểu cảnh như ao hồ sông suối nhỏ đó. Đó, chúng ta cung cấp thêm độ ẩm là cây nó sẽ phát triển rất là khỏe luôn. Rồi đây, một phần thì được 4 cây nhé mọi người. Đó, em chia đều ra rồi, thì trong phần nào nó cũng có cây lá xếp cả. Đó, có cây to cây nhỏ nó bù trừ qua lại. Đó, và loại này cũng là một cái dòng rất là hiếm của khu vực rừng Tây Nguyên nhé. Thì các bác anh chị nào chúng ta chưa có mỹ dung dạ hương sưu tầm trong vườn nhà thì có thể đăng ký đặt mua. Đó, cái lá của nó, cái đặc điểm dễ nhận dạng nhất của mỹ dung dạ hương á, là cái phần lá nó này. Lá nó xanh và nó mỏng nhé mọi người. Đó, nó khá là mỏng. Mỏng và mọi người mềm, mọi người thể uống cong được. Đó. Đây. Rồi. Rồi, giá 250.000 một phần nhé mọi người, 250.000 một phần mỹ dung và hương để cho các bác anh chị chúng ta sưu tầm về làm giống, một loại lan rất độc lạ. Rồi, xin cảm ơn mọi người ạ. Và hẹn gặp lại mọi người các clip về lan tiếp theo. Các bác anh chị có nhu cầu mua cứ nhắn tin hoặc gọi điện tới số điện thoại em để trên tiêu đề là được nha. Ưu tiên mọi người nhắn tin để em chốt đơn nhanh. Khách mua lần đầu mua ít thì em ship code cho, thanh toán lúc nhận hàng thôi. Còn mua nhiều vui lòng chuyển khoản trước giúp em nhé. Đó, đối với khách mua lần đầu, còn khách quen thì cứ gọi điện nhắn tin báo chốt em gửi đi như mấy bữa trước thôi. Rồi, xin cảm ơn mọi người ạ.